Mình phải đào lỗ không thấy. Nhìn chưa? Đi qua đây thấy nó động động nước nhòm vào. Úi giời. Nhìn nè, xoay sát rồi, nhìn cái ánh nè. Đúng nhỡ. Mọi người nhìn nhé. Ôi, giờ bên cạnh này. Chém đi cái, xong cầm máy quay nhé. Ừ. Phát hiện ra cái hàng. Cái gì cơ? Ra đây. Ui, nhiều lắm. Phét. Ngon rồi. Đây, đây. Đây, đây.
Mẹ ơi, rơi một đống đi. Ui dây. Ui mẹ đào lỗ không thấy. Ui. Mày nhìn chưa? Đi qua đây thấy nó động động nước nhòm vào. Ui giời. Đổ luôn. Ủa. Thả chưa? Ui, bên này bị cắn tàu tàu nè. Em đi qua đây thấy động động nước nhòm vào phát. Em đi qua chẳng thấy gì nhỉ? Vẫn lộn này, chính xác nha. Con này bị cắn tàu tàu rồi. Ơi không đùa rồi, cắn chết. Núp nhúc. Ui chơi ngay kìa. Này mới lột xong gớm nhỉ. Nói rồi đấy. Quên nó nói ra anh. Hoạt đâu. Cụt thế. Quả em ạ. Nhiều mà thấy mấy quả. À hồi quả chưa. Ừ. Đây. Úi giời. Kìa chưa. Hôm nay tổ chức party trong đây sao? Ăn đi ăn sinh nhật nữa. Thế. Úi xời ơi. To lắm rồi. Như bàn tay. Bành ra như bàn tay. Sợ thật. Ôi không đùa nữa. Tôi cần phải nhanh lên về. Đã đói á, đi từ sáng rồi. Ui trời ơi, lại 4 cân, 5 cân. Chứ cho nó đồng hồ nó ra. Bắt nhanh ra đầu lỗ kia nữa. Cân vậy này. Người tuyệt đối không theo cách của anh em mình nhé. Anh em mình có kinh nghiệm rồi, anh em mình đang mới bắt nhiều này nhé mọi người nhé. Dọn nào chứ. Trông có quay lại xem món nào nó. Bây giờ mình có phát hiện được cái lỗ rắn ở đây.
vào cái này. Lộ khá sâu luôn mọi người nhé.